Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cư Cầu. Hẳn trong chúng ta, đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh những người chạy xe mô tô phân khối lớn, người ta đậu xe đâu đó uống cà phê hay là ở một cái hội nghị, một cái party gì đó. Và chúng ta rất là thích chiếc xe, chúng ta sẽ mân mê, chúng ta sẽ dòm ngó nó. Và dĩ nhiên ai cũng sẽ có ước muốn hoặc là có một cái sự thích thú khi mà được ngồi lên chiếc xe đó để chụp hình selfie hay là thử xem nó như thế nào. Nhưng mà nhiều khi có những chủ xe người ta khó, người ta sẽ không cho bạn ngồi lên xe. Ngoài ra vẫn sẽ có những chủ xe dễ và sẽ cho bạn ngồi lên xe, nhưng với điều kiện bạn phải cẩn thận để không làm đổ xe và phải tránh làm chầy xước xe, hư hỏng xe của người ta. Như vậy sẽ rất là khó mà ăn nói với lại chủ xe và tiền mất tật mang. Đấy, chính vì thế hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà có thể xin phép một người chủ xe để cho mình ngồi lên xe và ngồi lên như thế nào để mà cho người ta hài lòng, không có bận tâm gì đến chiếc xe cả. Đây là một chiếc xe mô tô do một anh bạn. Thì bây giờ mình sẽ giả bộ như là ảnh đang dừng lại làm một chuyện gì đó và mình cảm thấy cái xe đẹp và mình thích thú và mình có thể xin ảnh. Đầu tiên mình sẽ hỏi: dạ anh ơi, xe anh đẹp quá, anh có thể cho phép em ngồi lên xe thử được không anh? Ok, em ngồi đi, mà cẩn thận làm chạy xe anh. Ngay khi chủ xe đồng ý, bạn đã hoàn thành được 50% rồi. 50% còn lại là ở bạn. Đầu tiên với một chiếc xe, chúng ta phải nhìn thử phía bên đây xe, là xem coi cái chống nghiêng của nó đã gạt an toàn chưa. Nhiều khi có những cái chống nghiêng khi mà người ta dừng nó sẽ hơi vậy, nó chưa có thẳng và khi bạn lên xe nó sẽ bị trường. Vậy nên khi thế, trước khi lên xe bạn phải thử cái chống nghiêng đã đá ổn định hay chưa. Nếu đã ổn định rồi thì bạn đừng có gạt chống nghiêng lên mà cứ để như vậy mà leo lên xe. Bây giờ tôi sẽ leo lên xe cho bạn xem. Sao rồi? Dây nịch là một thứ rất là nhiều chủ xe kỵ khi mà leo lên xe. Nó sẽ làm chạy xước bình xăng ở đây. Vì thế, nếu mà muốn lên xe phải làm sao cho nó dây nịch nó không thể nào cả được. Với tôi đang bỏ ra ngoài thùng, thì chỉ việc đơn giản là bỏ ra ngoài thùng. Đấy, như vậy thì tôi có thể là dây nịch đã ok rồi. Giờ tôi sẽ thử lại lần nữa coi thử tôi đã đủ tiêu chuẩn để leo lên xe chưa. Chà, tôi đã phát hiện ra rồi, tôi lại có đeo chìa khóa. Rất là nhiều người trong chúng ta có sở thích là đeo những cái vật gì đó, chìa khóa, remote hay gì đó hai bên hông. Nó sẽ vẫn làm chầy bình xăng khi chúng ta ngồi lên, sẽ đập vào cả rồi nghe chầy xước. Điều đó sẽ làm cho chủ xe tím mặt đi, rất là bực tức. Nên nếu chúng ta có chìa khóa xe, chúng ta hãy nhét nó vào bên trong người chẳng hạn. Đừng để cho bất kỳ vật kim loại nào được lên. Sau đó, tới tư thế bước lên xe. Chúng ta không thể nào mà đưa cái chân như thế này. Đấy, đưa cái chân như thế này. Đưa như thế này rất là nguy hiểm. Cái mũi giày hoặc là cái giày của bạn nó sẽ chạy xước phần sơn của xe. Chủ xe sẽ không thích điều này. Đây là cái nơi mà mọi người đều nhìn vào nó. Nó rất là dễ nhận ra sự chạy xước. Bởi vậy với những bạn có chiều cao tốt thì tốt nhất các bạn một tay giữ bình xăng, chân này đưa cao ra phía đằng sau. Làm sao mà cái giày của bạn á nó ra phía đằng sau đuôi xe, các bạn đưa qua. Đấy, dĩ nhiên là gặp phải một số nào bạn nào nó cao một xíu thì mới thể thực hiện tốt động tác này. Nhưng mà như vậy nó sẽ khiến cho chủ xe rất là hài lòng, vì giày xe của bạn không bao giờ có thể đụng được vào chiếc xe. Ngoài ra còn một cách nữa dành cho những người mà có chiều cao khiêm tốn. Chúng ta có thể bước lên xe theo cách này. Chúng ta vịn tay lái, chân đưa cao lên, tay này giữ chân đầu gối và chồm tới trước, đưa giày qua và ngồi lên xe. Đấy, như thế này. Khi đã ngồi lên xe rồi, sẽ có rất là nhiều bạn muốn thử coi mình chống được hai chân hay ok hay không. Và thường hay có tình huống là đẩy cái xe lên. Nhưng mà các bạn biết đó, cái xe mô tô nó nặng trọng lượng khoảng 250 kg. Khi mà chân này của bạn đẩy lên, chân phải của bạn trụ không tốt và bạn không có đủ chiều cao, nó sẽ bị nghiêng qua thế này và nó sẽ bị lật, và lúc đó xe sẽ đổ thẳng xuống. Có rất là nhiều trường hợp đã xảy ra như thế này. Bạn phải đền tiền cho cái hành động đó của bạn. Cái giá phải trả của nó có thể là cả triệu hoặc là chục triệu, tùy theo cái thiệt hại mà khi mà xe nó đổ xuống. Tôi không muốn các bạn phải đền tiền những cái thiệt hại vô lý đó. Vì thế cái cách an toàn nhất chính là khi mà đã leo lên xe rồi, không cần phải dựng dạng chi, ngồi vậy thôi, chân chống vậy thôi, chụp hình cũng được mà, vậy vẫn đẹp. Còn nếu các bạn dựng chân đứng lên
thì các bạn phải nói với chủ xe: anh ơi, anh có thể đứng ở bên đây hỗ trợ em khi mà em dựng xe dậy để em chống thử hai chân hay không? Thì cái câu đó nó sẽ vừa có người giúp cho bạn mà vừa an toàn. Khi bạn qua đây lỡ như các bạn hố, vẫn sẽ có người ghi lại giùm mình. Như vậy các bạn sẽ an toàn, chủ xe hài lòng, bạn cũng hài lòng, hai bên đều thoải mái. Chúng ta có thể kết nối giao lưu với lại chủ xe như là anh em cả hàng đó. Đấy, chỉ vậy thôi. Hy vọng là các bạn có thể thực hành tốt điều này và chú ý dây nịt, móc khóa hay bất kỳ những thứ gì bằng kim loại xung quanh phía đằng trước người bạn thì không nên đeo nó khi ra lên xe, hoặc là phải giấu nó đi. Ngoài ra chân nhất định phải giơ cao thì cao qua khỏi yên. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại lần sau.